chiều hôm nay các quý vị và tôi hãy cùng dò xem chủ đề hãy trở nên người báo đáp ân huệ của đức chúa trời thông qua chủ đề này các quý vị và tôi hãy cùng có thời gian dò xem lời của đức chúa trời đức chúa trời là ân nhân của sự sống và sự sống đời đời của chúng ta chúng ta vốn đã bị định phải chịu đau đớn đời đời mãi mãi ở địa ngục đời đời xong để cứu vớt chúng ta ra khỏi sự chết ấy Đức Chúa Trời đã đến tận trái đất này. Và mọi cuộc đời mà Ngài đã bước đi trên trái đất này chính là cuộc sống Ngài nỗ lực và gắng sức để cứu sống các con cái chúng ta. Và về sự thật này, bởi đấng tiên tri Esai vào thời đại 700 năm trước khi Đức Chúa Giêsu ra đời trên trái đất này, Ngài đã cho ghi chép hết thảy mọi nội dung ấy. Ngài đã bị chịu đòn rồi, cũng đã chịu khổ nạn trên thập tự giá, cũng đã gánh vác gánh nặng tội lỗi kinh thánh đã cho chúng ta biết một cách rõ ràng rằng ngài đã đảm đương hết thảy mọi điều ấy thay thế cho lỗi lầm của chúng ta và tội ác của chúng ta mặc dù chúng ta đã mặc lấy hàng vạn ân huệ thế này của đức chúa trời rồi thế mà lại không biết cảm tạ dù là một chút đối với ân huệ của đức chúa trời lại quên mất ân huệ ấy trong khi suy nghĩ rằng ân huệ ấy không lẫn lao chúng ta không nên phạm phải sự ngốc nghếch thế này vào đương thời chiến tranh Hàn Quốc ngày xưa, đã có một cậu bé 10 tuổi trở thành trẻ mồ côi. Thế mà một người lính Mỹ thấy cậu thiếu niên ấy đáng thương nên đã đem cậu ấy về và luôn thu xếp đồ ăn và đồ mặc cho cậu bé. Thế nhưng, khi chiến tranh kết thúc, người lính ấy phải quay trở về nước Mỹ. Còn cậu bé thì trở nên lập trường không thể không ở lại hàn quốc vì người lính mỹ ấy đã luôn hết lòng chăm sóc rất nhiều cho cậu thiếu niên ấy là người ở trong hoàn cảnh khó khăn suốt mấy năm trong chiến tranh nên từ hồi nhỏ cậu thiếu niên ấy đã không quên mất sự cảm tạ trong tấm lòng thế rồi rốt cuộc vào chính lúc chiến tranh kết thúc hai người đã chia tay sau này, cậu thiếu niên này làm việc ở nhà máy Tết chân. Anh ấy làm việc siêng năng ở nhà máy. Thế rồi tự lập và nhận bàn giao công ty. Và cuối cùng, công ty ấy được trở nên công ty toàn cầu nổi tiếng thế giới. Thế rồi sau này, công ty ấy được thâm nhập thị trường Mỹ. Anh ấy đăng quảng cáo trên báo. Và rồi cuối cùng, đã tìm lại được người mà đã chăm sóc bản thân mình. Kể từ lúc mình 10 tuổi trong quá khứ là người mà đã bị lạc mất. Đó là để báo đáp ân huệ của người ấy. Duy trì những người cảm thấy biết ơn cảm thấy cảm tạ một cách thấu tận tâm can đối với ân huệ thế này thì mới ghi khắc sâu sắc trong linh hồn ấy suy nghĩ rằng muốn báo đáp ân huệ ấy. Chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta suy nghĩ tới sự rằng tại sao đấng Rít của chúng ta, Đức Chúa Trời chúng ta, Đức Chúa Trời cha mẹ đã đến trái đất này, thì ân huệ ấy thật thấu tận tâm can thay. Hết thảy mọi việc mà Đức Chúa Trời phán rằng hãy làm, rốt cuộc đều là việc vì chúng ta cả. Còn nếu có con đường để chúng ta có thể báo đáp ân huệ dù là một chút, thì hết thảy chúng ta. Phải biết thực hiện con đường ấy cho đến cuối cùng. Có như thế thì mới có thể nhận được phần thưởng ở trên nước thiên đàng vĩnh cửu. Tôi nghĩ như vậy. Giữa một vài câu chuyện ví dụ mà Đức Chúa Giêsu cho xem thấy khi Ngài đến trái đất này vào 2000 năm trước, các cảnh về nội dung báo đáp ân huệ được ghi chép ở giữa các sách tinh lành. Kể cả người giống như David mà chúng ta biết rất rõ cũng vậy. Trước khi David trở thành vua, thì đã là bạn bè rất thân thiết với Jonathan là con trai của Sao Lơ. khi vua Sao Lơ là cha mình đã định giết david rất nhiều lần vì không ưng ý với david thì jonathan đã giúp đỡ david rất nhiều thế rồi về sau khi triều đại Sao Lơ kết thúc hoàn toàn và hết thảy ngôi vị được chuyển sang cho david trong việc diệt hết thảy dòng tộc của Sao Lơ, David đã tha cho mạng sống của con trai của Jonathan bởi vì David đã được nhận rất nhiều ơn huệ từ Jonathan bởi vì David đã biết quá rõ rằng Jonathan đã yêu mến và hậu thuẫn phía sau cho David bằng hết lòng nhiệt tình và trong khi làm hết thảy mọi việc thì Jonathan đã luôn đứng về phía David chứ không phải về phía của cha mình thế nên trong khi luôn nghĩ tới Jonathan David đã để cho con trai của người là Mephibosheth được ăn cùng bàn với các hoàng tử và cũng ban cho Mephibosheth tư cách của hoàng tử và trả lại cho Mephibosheth mọi lãnh thổ mà ngày xưa đã thuộc về hoàng gia của vua Sauler cũng ban cho toàn bộ tài sản mà đã tịch thu Jonathan đã là hoàng tử là con trai của Lơ Jonathan đã chia sẻ ân huệ cho David khi còn là hoàng tử rồi đến lúc David được trở thành vua thì để báo đáp lại ân huệ ấy david đã chia sẻ rất nhiều ân huệ giống như thế cho con trai của jonathan chúng ta có thể tìm ra lịch sử thế này ở giữa kinh thánh như thế này kinh thánh làm thức tỉnh cho chúng ta rằng những người biết báo đáp ân huệ thì thật sự là những người ân huệ và những người biết báo đáp ân huệ mới chính là những người có thể nhận được sự cứu rỗi ở trên nước thiên đàng vĩnh cửu thế thì chúng ta tuyệt đối không được quên mất Hàng vạn ân huệ mà Đức Chúa Trời cha mẹ ban cho chúng ta. Ân huệ ấy thật thấu tận tâm can nên chúng ta phải nghĩ rằng tôi nên làm gì vì Đức Chúa Trời? Điều mà Đức Chúa Trời đẹp ý là điều gì? Đức Chúa Trời đã ban ân huệ lớn lao của sự cứu rỗi thế này cho chúng ta. Đã cứu chuột chúng ta ra khỏi tội lỗi, đã cứu vớt chúng ta ra khỏi hình phạt địa ngục đời đời. Thế thì chúng ta ngày nay nhất định phải biết nghĩ rằng chúng ta nên làm gì vì Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng mở Tin lành Luca chương 10 một lần để xác minh cảnh Đức Chúa Giêsu làm thức tỉnh rằng lập trường của chúng ta đã là lập trường thế này. Nếu nhìn xét phần linh hồn mà biểu hiện theo phần xác thịt. Chúng ta hãy cùng xem lời trong Tin lành Luca chương 10 câu 30. Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng: có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống, nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó. Thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê Vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. Xong, có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịch lại. Đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơn -yê đưa cho chủ quán, dặn rằng, hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Đã được phán như vậy. Tình trạng thế này, chính là tình trạng phần linh hồn của chúng ta Chúng ta đã là các linh hồn gần chết thế này. Chúng ta đã ở trong tình trạng nguy hiểm mà nếu bị để mặt thì không thể tránh khỏi sự chết đời đời và là những người mà không ai thèm ngó ngàng tới. Nhưng giống như người Samari ở đây, Đấng Christ là Đức Chúa Trời cha mẹ đã quan tâm tới chúng ta, thương xót và cứu sống chúng ta. Hết thảy mọi quá trình này thì người Samari làm như vậy thì con đường du lịch mà bản thân định đi sẽ bị trì trệ rất nhiều và cũng tốn nhiều chi phí nữa. Dù ở trong tình cảnh bị liên lụy với việc không đâu vào đâu, nhưng người Samuri ấy đã không hề để tâm tới việc ấy, nhưng đã dốc hết sức mình trong việc cứu linh hồn ấy. Chúng ta hãy xem lời trong câu 36. Trong ba người đó, người tưởng ai là lên cận với kẻ bị cướp, thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi làm theo như vậy đã được phán như vậy. Về lời này mà ngài phán tại đây rằng, ai là lân cận với kẻ bị cướp? Nếu chúng ta biểu hiện cách khác, thì có thể biểu hiện rằng, ai là ân nhân sự sống của kẻ bị cướp? Có thể coi rằng đó là lời phán rằng, ai là ân nhân sự sống? Chẳng phải là người Samari hay sao? người samari này chính là ân nhân sự sống của người bị gặp kẻ cướp thế thì người bị gặp kẻ cướp ấy sau khi được chữa trị hết và được hồi phục sự sống thì sẽ nhận biết ngay thẳng về hết thảy mọi việc mà ân nhân ấy đã làm và nghĩ rằng vì tôi mà ân nhân đã làm trì trệ kể cả con đường du lịch và kể cả khoảng thời gian để đi đến điểm đích của bản thân và để cứu sống tôi mà ân nhân đã chữa trị vết thương đến mức thế này, lại băng bó cho và cho tôi cưỡi lên con lừa của mình mà đưa tôi đến tận nhà quán, làm thế này rồi đã cứu sống tôi. Nếu nhận biết sự thật này thì há sẽ kết thúc chỉ bởi sự nhận biết thôi sao? Trên lập trường của người bị gặp kẻ cướp thì phải lên kế hoạch để báo đáp ân huệ thế nào và phải suy nghĩ thế nào về ân nhân ấy? giữa lời phán mà Đức Chúa Giêsu ban cho tại đây, thì có lời giải thích về người lân cận rằng ai là lân cận của người đó. Nói một cách dễ hiểu thì ấy là lời rằng ai là ân nhân của người bị gặp kẻ cướp, đúng không? Xem tại đây thì thấy rằng ngoài người Samari ra, người Lê Vi cũng đã cứ thế mà đi ngang qua và kể cả thầy Tế Lễ cũng đi ngang qua mà không hề quan tâm chút nào. Đã không một ai ngó ngàng gì cả. Thế nhưng, người samari đã quan tâm tới người ấy đã thương xót người ấy đã nỗ lực và gắng sức để cứu sống người ấy đã làm hết sức mình và cuối cùng đã cứu sống được người ấy thế thì người được cứu nên ở trong lập trường không quên mất ân huệ và ân công của người samari ấy nhưng phải biết báo đáp ân huệ ấy chẳng phải vậy sao như thể ở trong vị trí phần linh hồn giống với lập trường của người bị gặp kẻ cướp đơn rít đã cứu sống chúng ta giống như người samari đã làm thế thì về sau chúng ta cũng phải làm công việc nào đó giống như đơn rít đã làm hay là kết thúc trong khi thậm chí không nói kể cả lời con xin cảm ơn đối với mọi công sức ấy của đơn rít Giữa lời trong tin lành Luca, 9 người trong số 10 người bị mắc bệnh phung. Dù đã được chữa khỏi bệnh, thế nhưng đã không hề nói lời cảm tạ. Nhưng một người đã quay trở lại, nói với Đức Chúa Giêsu rằng, tôi thật rất cảm tạ. Người ấy đã hậu tạ Ngài rồi đi trở về. Khi xem hết thảy mọi cảnh thể này, thì chúng ta bây giờ cũng cảm kích và cảm tạ ân huệ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đã bị bỏ mặt thì chúng ta sẽ phải chịu khổ nạn đời đời mãi mãi ở địa ngục đời đời rồi mà ở trong kinh thánh đã được biểu hiện rằng sẽ phải chịu khổ nạn cả ngày và đêm chứ không chỉ là nói suông bằng lời rằng khổ nạn đời đời mãi mãi đâu chẳng phải vậy sao cái nơi phải cầu xin rằng xin cho chấm đầu ngón tay vào một giọt nước đang làm cho mát lưỡi tôi ước gì tôi được nghỉ ngơi chỉ một chút một lát bằng mức độ ấy thôi chính là nơi mà chúng ta đã phải đi vào và là hình phạt địa ngục đời đời nhưng để cứu chúng ta ra khỏi đó người samari tại đây đã dừng lại chuyến du lịch cũng dừng lại toàn bộ thời gian của bản thân mình và mọi thú vui của bản thân mình người samari đã một mực quan tâm tới người bị gặp kẻ cướp và đầu tư hết thảy mọi thứ vào việc cứu sống người ấy kể cả chi phí kể cả nỗ lực kể cả nhiệt tình Người Samari đã đầu tư hết thảy mọi thứ vào việc đó và cuối cùng đã cứu sống người đó. Người gặp kẻ cướp được sống lại như thế này thì rốt cuộc đối với người Samari ấy vì người Samari đã cứu sống người nửa sống nửa chết nên người được cứu sống cũng vậy. Thật sự sẽ làm hết sức mình để báo đáp ân huệ của người Samari ấy. Đó chính là đạo lý, chẳng phải vậy sao? Chúng ta phải biết làm đạo lý thế này đối với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô là người đã nhận thức được sự thật rằng hóa ra Đức Chúa Trời là ân nhân lớn nhất của sự sống chúng ta. Nên ông ấy đã có quyết tâm thế nào vậy? Ông ấy đã nói rằng tôi sẵn lòng làm gì vì đơn rít vậy? Ông ấy đã nói rằng tôi sẵn lòng chết. Không chỉ là khổ nạn ở mức độ rằng bị đánh roi thiếu một roi đầy bốn chục, ba lần bị đánh đòn. Nhưng ông ấy đã không hề tiếc sự sống của bản thân mình một chút nào vì đơn rít cả. Duy chỉ người cảm nhận một cách tuyệt đối và sâu sắc đối với ân huệ thể này của Đức Chúa Trời mới có thể trở nên người được đứng một cách ngay thẳng ở trên nước thiên đàng vĩnh cửu. Một lần nữa, chúng ta hãy ghi khắc sâu sắc điều này trong tấm lòng và hãy mở lời trong Roma chương 5. Chúng ta hãy xem chương 5, câu 6. Thật vậy, khi chúng ta còn yêu đuối, Đơn Rít đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa. Dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lạnh. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đức Rít vì chúng ta chịu chết đã được phán như vậy. Chúng ta không phải là người nghĩa. Chúng ta cũng không phải là những sự tồn tại đến trái đất này sau khi làm công việc có giá trị đáng để người khác chết thay cho đâu dù là vô hình chung nhưng chúng ta đã bị liên lụy vào công việc chống đối lại đức chúa trời ở vương quốc trên trời và rốt cuộc trở nên các linh hồn phạm tội trên trời bị đuổi xuống thế giới trong trái đất này dù chúng ta vốn là những sự tồn tại không có giá trị để cứu tế nhưng khi chúng ta còn là người có tội thì ngài đã hy sinh thay chúng ta nếu như chúng ta là người cao vọng trọng hoặc là nếu chúng ta là nhân vật có nhân cách cao quý đáng được tôn kính khi chúng ta như thế này thì không biết chừng có ai đó có thể chết thay cho chúng ta thế nhưng mặc dù khi chúng ta còn là người có tội mà đức chúa trời đã không vứt bỏ chúng ta nhưng ngài đến tận trái đất này và không ngần ngại chịu đựng khinh miệt và khổ nạn thập tự giá để cứu rỗi và làm cho các tội nhân được ăn năn hối cải Điều này được ghi chép trong sách Roma. Chúng ta phải trở nên các con cái trên trời, biết bảo đáp ân huệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên chỉnh tín ngưỡng của chúng ta sang chiều hướng bất bình và làm bầm. Nhưng khi nghĩ đến sự hy sinh của Ngài thì chúng ta luôn phải cảm tạ lên ân huệ của Đức Chúa Trời. Ngài đã vất vả đến mức ấy vì chúng ta. Vì chúng ta mà Ngài đã phải chịu sự sỉ nhục trên thập tự giá bởi bọn họ bị đội mão gai bị đòn roi nhưng ngài đã không ngần ngại khổ nạn thế này mà đã bước đi trên con đường thế này chúng ta phải biết ghi khắc từng mỗi một điều này vào trong tấm lòng chúng ta mọi con đường này toàn bộ là con đường ngài bước đi vì tôi niềm vui của ngài đã bị dừng lại và ngài một mực cứu sống các con cái chúng ta Thật giống như người Samari đã dừng lại con đường du lịch của mình, mà đã một bậc dốc toàn tâm, toàn lực, dốc hết thảy mọi thứ vào công việc cứu sống người bị gặp kẻ cướp, đúng không? Thế nên, trong Esai chương 53, Đấng Thiên Tri Esai đã biểu hiện như thế này. Về tình yêu thương của Đức Chúa Trời Cha, là Đấng Rít đã bước đi con đường hy sinh vì chúng ta. Chúng ta hãy mở Esai chương 53. Các con cái trên trời chúng ta, Bây giờ cũng phải trở nên các con cái chính chắn, nhận biết hết thảy điều thế này. Thông qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh, Đấng Tiên Tri Sai đã cho biết trước rằng hóa ra hết thảy sự đau đớn ấy của Ngài và những sự việc thế này đã xảy ra là vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta hãy xem chương 53 câu 1. Ai tin đều đã rao truyền cho chúng ta và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Đức Chúa Trời là đấng vinh hiển dường ba Nhưng Ngài đã không ngại hình ảnh xác thịt thế này ở trên trái đất. Và vì chúng ta mà Ngài đã đến trái đất này với hình ảnh thế này, là hình ảnh không có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Chúng ta hãy xem câu 3 người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ ngài không phải là đấng phải bị người ta khinh dễ chẳng phải vậy sao vì chúng ta mà ngài đã chuyển từ vị trí được nhận tán dương và được nhận vinh hiển ở trên trời sang vị trí bị khinh dễ người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ từng trải sự buồn bực biết sự đau ốm bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem đức chúa trời là đấng ở trên vị trí bị người ta khinh dễ thì ấy hay sao ngài là đấng dù được nhận vinh hiển và tán dương đời đời mãi mãi ở thế giới ngôi sao trên toàn vũ trụ cũng không đủ thế nhưng ngài đã lựa chọn con đường thế này để cứu chúng ta bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lặng roi người, chúng ta được lành bệnh đã được phán như vậy vì ngài đã chịu đựng hết thảy đau ốm đau đớn và thống khổ thế này nên chúng ta ngày nay mới có thể nhìn trong nước thiên đàng và chúng ta mới có thể đến được vị trí có được sự trông cậy rằng chúng ta có thể đi vào vương quốc đời đời của đức chúa trời điều này tuyệt đối không phải là việc tự khắc được hoàn thành chúng ta không nên ăn ở trong khi quên mất ân huệ này của cha mẹ đã bước đi hết thảy con đường thể này vì chúng ta. Chúng ta xưng rằng tôi tin vào Đức Chúa trời, tôi tin vào Đức Chúa trời. Nhưng giờ chúng ta không nên suy nghĩ đơn thuần rằng giữ ngày Sa-bát thì được đi vào nước thiên đàng, giữ lễ vượt qua thì được đi vào nước thiên đàng. Nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị dầu của đức tin phần linh hồn chính chắn. Các con cái chúng ta cần phải hiểu một cách ngay thẳng rằng ân huệ mà cha mẹ chia sẻ cho chúng ta là lớn lao vậy mà? Và một lần nữa, mong chúng ta có được sự nhận thức bởi tín ngưỡng chính chắn, biết suy nghĩ rằng quả thật, chúng ta phải làm công việc gì để báo đáp ân huệ ấy. Và mong chúng ta có thể thực hiện được điều đó. Đó đã là câu chuyện có thật ở Hàn Quốc. Vào thời kỳ mà bản thân mình đói bụng, người lính Mỹ ấy đã chia sẻ thức ăn cho dù không nhiều, để báo đáp ân công của ân nhân mà đã chia sẻ ân huệ và chăm sóc cho bản thân mình. Cậu thiếu niên này đã lớn lên với suy nghĩ rằng suốt đời phải báo đáp ân huệ ấy. Chúng ta cũng phải suy nghĩ được rằng phải làm thế nào để có thể luôn báo đáp được ân huệ lớn lao thế này mà cha mẹ chia sẻ cho đây. Nhân vật tiêu biểu thế ấy chính là Phao Lô để báo đáp ân huệ Phaolô đã không coi sự sống bản thân mình là quý báu chút nào ông ấy đã nói rằng nào là hoạn nạn của thế gian nào là bắt bớ nào là trơn truồng dù bất cứ tình huống đớn đau nào ập đến cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đơn rít tôi đã có đơn rít ở trong tôi ở bên trong tôi có dấu vết của đơn rít tôi còn có dấu vết của khổ nạn nữa Phao không quên mất ân công và ân huệ mà Đức Chúa Trời chia sẻ cho và đã luôn cảm tạ ân huệ của sự cứu rỗi đến tận mức thế này. Hằng ngày, sứ đồ Phao đã bước đi cuộc đời cảm kích thế ấy. Chẳng phải vậy sao? Führer cũng giống hệt như vậy. Các nhân vật trong Kinh Thánh là những người biết báo đáp ân huệ. Dù là ân huệ lớn, dù là ân huệ nhỏ. Nếu đã được nhận ân huệ, thì sự gắn sức báo đáp ơn huệ ấy có thể được coi là con đường đức tin đúng đắn. Tiếp theo, chúng ta hãy xem lời trong chương 53, câu 6. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc. Ai theo đường nấy? Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Đã được phán rằng, Ngài đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên nước rít. Chúng ta hãy xem lời trong câu 7. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ, chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên cầm ở trước mặt kẻ hất lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ước hiếp và sự đoán, nên người đã bị cất lấy. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, Nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu. Giàu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dân mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình. Những ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành vượng đã được phán như vậy. Ngài đã không ngại ngần nhưng đã nhận lấy thậm chí kể cả gian lao phải chịu sự chết ở đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt. Ân nhân của sự sống đời đời của chúng ta chính là cha và là mẹ chúng ta. Thế thì, trong nội dung thế này, giữa sự vân phục làm theo trong khi nhận biết trọn vẹn ân huệ ấy, với sự không vân phục trong khi không nhận biết ân huệ, giữa sự truyền đạo được tiến hành trong khi nhận biết ân huệ với hành vi vứt bỏ ý muốn của Đức Chúa Trời trong khi không nhận biết ân huệ trong khi bước đi trên con đường đức tin từng mỗi người chúng ta phải suy nghĩ ít nhất một lần về hết thảy điều này không phải rằng vì là chế độ nên làm theo đâu nhưng phải nhận biết được tình yêu thương và cảm động rơi lệ bởi tình yêu thương vĩ đại và lớn lao ấy mà đức chúa trời chia sẻ cho tôi nghĩ rằng chúng ta bước đi trên con đường tin lành là bởi nhận biết ân huệ ấy của ngài và vì ân nhân của sự sống đời đời chính là đức chúa trời chúng ta giờ nước thiên đàng vĩnh cửu đang sắp kiếp rồi đức chúa trời chúng ta chuẩn bị và sắm sẵn thậm chí kể cả vị trí thầy tế lễ nhà vua ở vương quốc trên trời cho chúng ta, mà đã là các tội nhân trên trời. Để dẫn dắt chúng ta vào thế giới không có nước mắt, cũng không có ốm đau, cũng không có đau đớn nữa. Ngài đã giao nộp thân thể Ngài để làm ra hết thảy con đường ấy. Hết thảy ân huệ thế này đều được ghi khắc trong đâu vậy? Chẳng phải đều được ghi khắc trong giao ước mới hay sao? Ngài ban cho bánh lễ vượt qua, mà phán rằng, này là thân thể ta. Ban cho rượu nho lễ vượt qua, Ngài phán rằng, này là huyết ta. Huyết của ta đã đổ ra vì sự tha tội của nhiều người. Nên đừng quên và hãy ghi nhớ. Đừng quên, nhưng hãy ghi nhớ đời, nối đời. Đây là điều răng mà hàng năm khi đến kỳ, thì các ngươi nhất định phải làm và thực tiễn theo. Chẳng phải Ngài đã quy định thành điều răng hay sao? Chúng ta đang giữ rất nhiều điều răng. Có người thì giữ được 10 năm, có người thì giữ được 20 năm rồi. Cũng có người giữ được 30 năm. Tuy nhiên, nếu tiếp nhận giáo ước mới, trong khi không hiểu biết về ân huệ của Đức Chúa Trời ở bên trong đó, thì giáo ước mới có ý nghĩa gì đây? Hàng năm, mỗi khi giữ các điều răng ấy, chúng ta phải biết tìm kiếm con đường có thể báo đáp ân huệ của Ngài. Đức Chúa Trời đã cứu vớt và đã giải phóng tôi khỏi xiềng xích của sự chết đời đời thế này và đã chia sẻ ân huệ hầu cho có thể thoát khỏi địa ngục và đi vào nước thiên đàng. Thế nên, mong hết thảy các con cái Sion chúng ta luôn biết suy nghĩ rằng tôi phải làm điều gì để báo đáp ân huệ ấy đây. Giờ một năm đang dần dần bước sang quý cuối cùng rồi. Dù là trong một quý còn lại ấy, mong chúng ta hãy suy nghĩ rằng cái gì là con đường có thể báo đáp ơn công của cha mẹ là ân nhân sự sống của chúng ta và mong các quý vị cùng tôi làm cho không chỉ riêng bản thân mình nhưng kể cả người khác cũng được ăn năn hối cải nhờ đó có thể cùng nhau nhận được sự cứu rỗi trên nước thiên đàng vĩnh cửu và tôi xin kết thúc lời xin cảm ơn